Thưa quý vị, ngày hôm nay, Tổng thống mới của Philippines, ông Ferdinand Marcos, đã trình bày thông điệp quốc gia đầu tiên tại Quốc hội. Trong thông điệp, ông Marcos nhấn mạnh cần tiến hành các chương trình cải cách để thu hút đầu tư, du lịch, cũng như duy trì đà tăng trưởng hiện nay. Ông cho biết sẽ thực hiện quản lý chính sách tài khóa vững chắc và đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay từ 6,5 đến 7,5%, đồng thời cảnh báo những khó khăn trước mắt trong việc bình ổn giá cả. Về nông nghiệp, Tổng thống Marcos cũng đưa ra một số biện pháp như cho phép nông dân hoãn trả nợ, hướng tới nền nông nghiệp thông minh. Ngoài ra, tân lãnh đạo của Philippines cũng cam kết cải thiện giáo dục, y tế và các điều kiện làm việc cho các bác sĩ và y tá, đồng thời thúc đẩy cơ sở hạ tầng tại quốc gia.